Công an huyện Trảng Bom hôm qua đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, gồm Lê Văn Minh, 35 tuổi, Đồng Nai, La Văn Quang, 28 tuổi, ngụ Bình Dương, Nguyễn Văn Hưng, 33 tuổi và Luyện Viết Hiếu, 25 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, 4 bị can lần lượt cho bà T.T.Y, 43 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, vay tổng cộng 550 triệu đồng với lãi suất từ 365 đến 730% một năm, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng. Khi bà Y mất khả năng trả nợ, nên các bị can đến nhà bà ở xã An Viễn, huyện Trảng Bơm để đe dọa. Ngoài 4 bị can trên, còn 7 người khác cũng cho bà Y vay mượn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng gần 200 triệu đồng hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý đường dây chuyên cho vay nặng lãi này